Bao nhiêu bao nhiêu đây, bao nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7 à. Giới thiệu 8 9. Nice. Đúng rồi, sao nhìn này nét đấy. Nice. Nó mũi nó tai là bốn rồi này. Lỗ tai. Thằng nào cũng chơi lỗ tai đấy. Cái ông Hàn Quốc đây. Cái gì? Cái lồn gì thằng gì mới ổ ra mới đắt tủ đúng không? Ừ. 6 giờ. Cháu kinh thế. Cháu chuyên nghiệp đấy. Rồi mẹ mày. Đâu kia là. Hôm nay thì mất điện các bạn, nên là mình vào vườn của nhà bạn mình chơi. Các bạn có thể thấy quang cảnh nơi đây rất là thoáng mát và nhiều cây xanh. Có một thằng bị thằng lang đi trước rồi các bạn.
Ở đây thì đang chuẩn bị xây nhà sàn các bạn. Đây là hồ nuôi cá. Rất là nhiều dừa. Bạn có thể thấy quang cảnh ở đây như là một bán đảo vậy. Ơi. Ok ok. Bạn Hậu ơi, bạn cho xin cái phát biểu nào. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đang vào dãy của thằng đệ. Công nhận dãy nó cũng đẹp hết anh em. Dãy rất là thoáng mát đúng không bạn? Ở đây rất là mát mẻ luôn. Tại vì hôm nay mất điện cho nên bọn mình mới kéo nhau vô đây làm cái nhậu. Đúng là cũng phải cảm ơn nay mất điện thì bọn mình mới không động tới internet cũng như là thiết bị điện tử nhiều. Để có thể vào đây trải nghiệm giống như ngồi ăn nhậu nói chuyện với nhau. Là bọn mình đang đi tham quan rừng các bạn. Ở đây gần có một cái khu đồi, mình đang đi lên đồi. Tìm đường đi lên đồi để ngắm cảnh thiên nhiên ở đây. Rất là mát mẻ các bạn ạ. Cứ tưởng nay mất điện là sẽ nóng bức nhưng mà vào đây thì không. Rất là tuyệt vời, mát mẻ. Mặc dù đường đi có hơi hiểm trở nhưng mà chúng mình vẫn quyết tâm. Ở đây thì rất nhiều các loại cây ăn quả nhé. Chúng mình vẫn quyết tâm làm một vlog trải nghiệm để cho các bạn xem và thưởng thức. Như các bạn có thể thấy đây chính là cái ao. Và đây chính là nơi xuất phát, bọn mình đã quay lại được nơi xuất phát. Mẹ đi một vòng. Bên mà. Đây là từ cổng vào các bạn ạ. Chưa. Quay phát đã, tí cân. Rất tuyệt vời nha, bập bênh, bàn uống nước, tròi, nhậu, rất thoáng mát các bạn ạ. Nhảy bỏ chắc là một con. Vồ không được đâu chứ. Bọc cám bằng tay. Chụp ké thôi. Chú Hoài ơi. Mang cả mấy ảnh đi đây này. Nước nông nhở. Hả? Nước nông rồi. Nông đâu. Cái này cho nó ăn một miếng là nó lên kinh lắm. Không. Cái này trong nó lên cho phải lấy cái cám này này. Cái này. Đấy. 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 Bốc một bóng rồi ném vào đây là nó lên kinh lắm. Đấy ném đi. Ném mạnh nhiều. Ném nhiều vào, một nó bốc luôn. Đấy. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Bây giờ lên này, bây giờ này, đấy. Ui. Ui. Chú Hoài ơi. Nhiều nhỉ. Ui. Ui đấy. Này nhảy đến hồ đại cũng được con. Giờ tay làm gì? Nó nhảy xuống nó rẻ người cho nhỉ. Được chưa? Đẹp không? Quá đẹp rồi. Tú tú quay quay ca tung này. Quá đồ hoàng thung tí ép ép ngày xưa ấy. Kìa. Em ném đá rồi. Cả cá rô luôn. Em chết nổi lên luôn rồi. Đi chơi bài nhảy không? Em mang theo bộ game này. Không game đi.
này. Ba cá nó hồi to cá to hơn. Đục cái hồ mụi này. Đấy, chúng ta giờ mới vào đấy. Nhiều cái. Nhiều. Giấy à? Đây không dám. Ông. Cái đuổi cho giấy phát ra lúc nào giờ đấy, ai phát lên đâu. Cái gì cơ? Đem tiền xì đó, phải còn đi hồ vậy. Đây có được hả? Đầu góc kia nó kia đây đứng như giờ cái tạm thôi. Thôi để cho nó kia là cá rô đồng. Rượu hả? Làm đi rượu. Rượu luôn, mang rượu thì có gì. Cháu chào con đi Hiếu. Thôi chào, bạn chào Hiếu chào mãi. Thế thôi, Hoàng chào bà con Hoàng. Chào anh em nhé. Đấy, thấy chưa, bạn thua bọn Hoàng. Ủa góc rộng nhỉ. Mà ăn nữa đi, ăn thôi à? Cái đắp lên đây được không? Hả? Đắp lên đó. Được chứ. Đắp đi tí thì phải chửi cho. Đã bảo cho lửa tay lấy bộ bài chơi. Chào bạn nhé. Đó cái show thức ăn xin rồi. Chào anh em nhé. Chào bà con nhé. Chào anh em Quỳnh Tân nhé. Chào mọi người. Đây là Nam Quỳnh Tân. Hello. Tao, xin chào Nam mọi người. À, để đến với tiếp mục tiếp theo thì chúng mình sẽ ăn đấy các bạn. Nào kê lên không? Không mang cái cây. Cái bát bỏ bớt rồi xong đấy đi. Lấy cái cây đấy, lấy cái cây xong để tôi quấn cho bạn Nam. Có. Kiếm cái bát bỏ bớt rồi xong đấy đi. Đấy thì cũng có gì đâu. Nhưng mà ông nhìn thằng Đạt nó to như thế. Nó phải. Con Dung thích thằng Đạt mà. Ui giời. Đấy thế còn ghê hơn. Bây giờ nhịp mẹ 11 ra 8 với 10 ra 8 thông ra là nhiều đấy nhỉ. Không hả? Không hả? Con ấy thân thân 18 à? Ừ. Bảo chân. Dạ, tên là biết. Chân luôn hả? Dạ tao biết tên nói. Chân. 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 Chân.
con thầy và bạn Pida của ông nhé nhé. Ok vợ bạn. Ok con thầy nữa. Hả? Con thầy tôi là con thầy là con của bố mình ấy. Là từ ngoài Bắc là thầy là bố ấy. Là con này anh chị em một nhà cũng chơi nhau không hiểu chưa? Thầy cũng đúng mà. Không thầy chơi. Đúng mà. Thầy giáo cũng đúng mà. Con thầy là bạn nói thế thôi. Nói thật đi, con thầy con tô bị nghe là đứa thanh thanh con tô kiếm như nào. Chết luôn. Tân nhầm thanh anh đâu. Thì sẽ nhắm đấm lại Vinh Thuấn không? Ờ, mình không có bỏ. Bà béo hả đấy nhá. Hoa yêu thì hoa. Thôi ông ơi, hóa chết. Ông ơi, chết điên. Ghê vậy. Hoa hoa hoa. Hoa cà rông. Yêu yêu thể hóa. Nguyên Thuấn bữa nay bỏ ăn chanh rồi. Cho tôi miếng chanh thôi. Đắng quá. Đắng thật ý. Đắng nào. Này mà đắng rồi, mấy ông ăn chắc là mấy ông không quen rồi. Không đắng, đắng bằng đắng thuốc được. Đắng thuốc ấy. Ngon mà. Đắng ở lá nên là trong mặt đây. Lá. Lá mắt mặt hay lá mặt dấu? Mắt mặt. Không đầy không được. Mày cầm bảo thái thêm ít thì chưa. Được rồi. Lú rồi. Nhất định phải vào bếp mặt thái thịt. Bảo thái thịt nhanh lên. Thì nó hết được ra nữa. Chú bánh, không có đâu. Cũng bà đi không ra đâu, cậu tù 8 năm tí nấy rồi bác rồi. Bà đi. Cái anh sẵn rồi, cho cậu mấy hả? Ừ. Mới là gì mà em nhà làm rồi đó. Còn như chị mới rửa bát là vợ cậu mày. Không. Chị mới rửa bát đấy là ăn đấy sao không biết. Thì tình ôi vô chứ. Cô Trang hay làm mèo ấy. À. Đây này. Ui, chị đã bỏ lộn mèo bạn. Đây. Chị mẹ. Lú rồi. Cô uống đéo đâu mà đã say rồi.